Của chú bác mình ha. Hôm nay lên chú bác video bao gồm 29 món hàng như thế này. Quên, em còn cái bao cần mà em quên đưa vô sẵn video này, em lên luôn nha. Còn có cái bao này thôi. Dạ, web 25 anh em, cái bao này bao cần cứng nha. Cái bao này bao cứng hãng của thằng Ghét, chuyên sản xuất cái bao cần hàng cao cấp của Nhật nè anh em. Dạ, web 25 nha anh em, cái bao này có đựng cần dưới máy nè. Một ngăn chính và một ngăn phụ. Dây đeo, dây kéo đồ hoàn thiện hết. Không lỗi một miếng gì ở trong, rất mới. Một cái bao cần cứng dài 1m25 nè, đeo ngang nè, đeo chéo nè, dây kéo là hoàn thiện hết, đựng cần với máy dính chung nha. Bao cần cứng thì cái bao này em không có mã số nha anh em, nào chốt thì chốt cái bao cần này 400.000, không có mã số nha của video này. Đây nãy em quên đưa luôn, em mới gặp xong nè, cái bao cuối cùng của hôm nay đó, 400.000 bao cứng nha anh em, nào kiếm bao cứng thì lộn. Tiếp lên cho quý chú bác mình đây, đây cái cần tay chất lượng phíp nha, mấy cái này là hàng lướt nè, gần như là chưa sử dụng nữa nè. 4m5 chất lượng là phíp nha, có bao đàng hoàng hết. Hôm nay em lựa được 3 cây rất là mới luôn. Giờ mấy cây này toàn 4-5H không nè. Giờ 4m5 chất lượng là phíp nha. Hàng rất mới. Hàng này hàng tuyển nè, hàng tuyển. Nên giá nó sẽ cao hơn mấy cái hàng em bán bình dân một chút xíu. Ví dụ với bình thường bán 450 thì cây này em bán là 200 nha, hàng rất là mới anh em, hàng lướt. 4-5H không à. Giờ 4m5 nha. Cây này mã số 1 nè. 200.000. Rồi mã số 2 cũng vậy, đây là cái cần tay xỏ dây trong. Cây này hàng của NFT anh em, cũng 4m5 nè, cây này tầm khoảng 3H. Bao đầy đủ hết, cũng vậy nè, gần như là hàng lướt nè, hàng của NFT thôi, bắt máy Fuji, dây xỏ trong nè. Cần tay dây trong, anh em muốn câu dây trong thì câu, không có thì mình câu làm cần tay cũng được. Hàng của NFT luôn, nguyên zin nguyên bản lướt lướt nè, rất là mới luôn. Nha, ngọn cây này 1.7L. Sổ gì trong. Cây này mã số 2 em bán giá cũng 200.000. Mã số 3 cũng vậy, cây này là chưa sử dụng nè. Cũng là full bao nè, thông số chi tiết nằm trên đây đâu em. 4m5 nè. Thu gọn 1m nè. Ngọn 1 ly nè. Không phải ngọn 1 ly đâu em. Cây nặng 248g là thu gọn 104cm nè, góc 24.12, ngọn 1 ly không đúng, cây này ngọn to lắm em. Ngọn to lắm, ngọn cây này phải tầm 2 ly lận. Nè nè. Ngọn là 1 ly là không đúng anh em, ngọn rất là to, không ngọn là khoảng ly 7 ly 8 anh em. Rất là mới cũng vậy nè, khoảng 4-5H. Cây này là chưa sử dụng luôn chứ không phải là rất mới nè. 4-5H gì đó. 4m5 nha, chất liệu cũng là phíp luôn, hàng bãi Nhật. Rồi, cây này mã số 3 hay bán giá cũng 200.000 luôn nha anh em. Tiếp tục cho mình cây này, cây Kenzaki nè anh em, Kenzaki quyền thoại của anh em mình nè, hai khúc. Chất liệu phíp nha, nó hư một khoen. Nè, nó hư phen biển như thế này nè anh em, phen biển đá xám nha, em cho anh em phen xích luôn nè. Nhưng mà về với điều kiện anh em mình phải tự thay vô nha anh em. Cho anh em mình phen xích luôn. Được chưa? Kenzaki cứng 80 2m7 hai khúc nè. Đây qua Kenzaki chất liệu phíp nha, phôi có trầy xước nè. Anh em muốn đẹp về mình phải sơn lại nha. Nó phôi không được đẹp, Kenzaki quyền thoại anh em. 80 2m7 hai khúc hư một khoen, có cho kèm phen xích xịn vô luôn. Về tự thay vô. Ha, cây này ngọn của mình 4 ly gữ, cây này mã số 4. 300.000. Tiếp lên cho anh em cho 3 khúc biết đẹp luôn, cho chiên chiên bạc bãi xa bờ quấn lục luôn nè. Tầm xa nè. Quấn cá tra dưới bông lau, quấn gì nặng gì neo rồi anh em. 3 khúc nha, cứng khoảng 30 đến lục, cũng vậy tầm 60 80 cũng lăn C. 3 khúc dài 3m9 nè. Không. 3 khúc 3m9, tất cả là fan Fuji hết. Nè, tất cả fan Fuji. Bắt máy Fuji luôn, ngoại hình đẹp. 3 khúc. 350 anh em, quá trời đẹp luôn. Mã số 5 nha, giá 350. Về tha hồ quấn bạc bãi biển, tha hồ quấn lục tầm xa, tha hồ mà quấn câu ngâm lăng xê mà chì nặng 300g 500g câu quốc hết. Mấy cây này nó chuyên quấn bạo lực như nè. Mã số 5 300.000 luôn. Tiếp hết phía rồi lên carbon nha em. Cây này có lưu mực hai khúc, một cái màu cam. Ha, hàng carbon luôn em. Bắt máy Fuji nè, khoen thì khoen hãng nha, tem là tem xuất Nhật đây. Dài của mình là 7,6 nha em, dài gần 2m3. Thông số lưu mực là 2.5 đến 4 nè. DGB đề tải cá 3 đến 6 là bao. Mực 3kg thì câu vô tư anh em, cây này hư một phen nha. Hư một phen nhưng mà em thay cái phen vô cho anh em luôn nè, em thay phen Fuji cho anh em mình. Cái nào em thay em sẽ nói em thay cho anh em. Đảm bảo anh em như vậy, ngọn 2 ly, một cái luôn 1.2m3 có màu cam. Ha. Anh em mà đi câu mực, mực thì nó cũng thích màu sáng. Anh em nào chơi cây cần màu sáng luôn cho nó may mắn. Bán rẻ nhưng cây cần phíp anh em không phải lo. Cân nặng của mình là 127g, mã số 6, 200.000 nha anh em, rẻ hơn cái cần phíp nữa. Cái luôn mực carbon.
Tiếp lên mình cây này cây ISO fan nhỏ anh em, hãng của Siêu Mát hàng carbon nè. Cây này thì nó có trị xước gốc anh em. Nha, bụi dơ rồi nè. Bắt máy Fuji đọt 1.5 4,5 cây hạ tay tầm khoảng 4H nha. Thì đó nó hư hết fan rồi, em bán sát cho anh em mình về mà hạ tay. Nè, cái nước phôi gốc mình thì không được đẹp lắm. Mà trong thì cũng mượt anh em. Trầy sơn nè. Đó, bán cho anh em mình về hạ tay nha, carbon xoắn. Ngọn cây này ngọn to này nè, ngọn ly 8 nha. Cân nặng của mình là 180g. Cây này mã số 7 em bán giá 250 nha. ISO carbon hư khoang cho anh em mình hạ tay. Rồi anh em muốn bạo lực hơn lấy cây súp này, cũng vậy hư khoang bán cho anh em về hạ tay nè. Cây súp này 4m2 nha anh em. Cây này có điểm trừ nữa nè, chỗ này nó quấn băng keo này, em lột ra anh em thấy không? Nó bị nè, carbon nó lòi lòi xước xước nó sần sần ra nè anh em. Nhưng mà nó không có dập nha. Em biết làm sao nó giống đi dao nó cạo vậy nè. Rồi để về đây về anh em tự xử lại vậy nè. Về mình làm cái mình đừng có lọt ra. Mình lọt ra thì nếu mình lọt ra thì mình phải có một cái màn co khác mình chùm vô thôi, mình cầm vô là cái carbon nó xước cô tay đậm đau như nè. Một cái súp 4m2 phôi không đẹp. Còn bắt máy là còn được cái fan D3 này anh em. Không gãy luôn, chỉ là hư hết fan ngọn thôi, bán cho anh em về hạ tay. Phôi thì không đẹp, carbon xoắn. Nha, cây độ cứng cao nữa anh em, cứng cao hay cứng mềm đâu. Cứng 27-30 luôn á, nhưng mà phôi không đẹp nè. Thì bán giá rẻ cho anh em mình về mình chơi. Đó cái ngọn này anh em, nó cũng sờn hết trơn cái lớp sơn này nè. Ồ cái ngọn này là nó bị xé chỗ này nên không có dập, nó bị xé cho ngang carbon, nó bị xé một lớp mỏng carbon bên ngoài nữa thôi. Hả? Không phải dập nha, anh em coi kỹ giùm em. Về mình coi mình sơn lại nha anh em. Đó, quấn này về cho anh em mình quấn rườm nè, quấn ba tiêu nè. Súp carbon 4m2. Thôi như vậy, bán anh em mình giá cũng 250 thôi, mã số 8 nha. Anh em nào không chơi mô hình không chơi như vậy đó, chỉ quan tâm về mình câu được, đánh được là được. Ha, mua cái carbon nó tốt hơn cần thiết rất là nhiều, về tha hồ mà đánh. Nha, mã số 8 giá 250. Tiếp luôn mình cái này cái rút đi trong nha anh em. Đó. Nó đổ cái nút này làm gì cũng không biết được nữa anh em. Nó cắm vô đâu á, câu biển nó cắm vô lỗ gì nó mới đổ này vô nè. Thấy không, cái rút đi trong. Carbon, hãng của Olympic. Thì cây này về anh em mình làm bằng cần tay đi anh em, hạ tay đi. 36 cứng 30 nè. Thứ nhất là có phen chỗ này nó mất tiêu rồi anh em. Anh em về mình đánh về trong không được đâu, nó không có cái dòng sứ anh em quấn nó đứt dây ạ. Nha, hoặc là về mình có phen ngoài mình đổ phen ngoài cho mình câu. Còn về phôi là chiều dài nguyên bản. Phôi cũng rất đẹp luôn, 36. Thích hợp về anh em nè, làm cần tay đi đánh biển nè. Cần tay này là anh em quấn săn săn hàng nè, quấn chấm đen đồ nè, 36 nè. Hoặc lấy lưỡi lục còn lấy mấy cái này quấn được anh em. Tại vì phôi nó là phôi còn súp lở. 36 lần rút về trong. Đầu bu thì còn nguyên nè. Đó thì tình trạng như vậy, bán cho anh em mình về mình coi mình hạ tay nha. Rồi, thì cân nặng của mình là 286g. Ngọn của mình 2,5 ly. Cây này mã số 9 nha, giá 300.000. Tiếp cây này là cái ISO fan lớn, cây này hàng carbon nha, cây này hàng China xuất Nhật. Nó mất nút đít rồi, em lấy một nút cao su khác em gắn tạm vô cho anh em mình về mình coi mình làm vậy ha. Cây này hàng China nè, sản xuất xuất Nhật, dài 3m3 nha anh em, đọt số 4 nè. Không, 4 lóng, dài 3m3 nha, hàng carbon. Cái ISO fan lớn, cây này có nắp chụp luôn. Nha, fan là hoàn thiện hết. Fan này fan hãng. Không phải fan Fuji, fan hãng nha, nhưng mà bộ fan thì không có hư. Không có hư, không có nước phen nào, có đóng ten thôi. Ủa phôi trong đẹp quá anh em. Dài 3m3, đọt tầm khoảng số 4 nha anh em, ISO phen lớn. Nguyên zin, nguyên bản zin hết toàn bộ luôn. Ngọn của mình là 1,6 ly, cân nặng của mình là 300g. Cây này mã số 10 em bán giá cũng 250 đây nè, ISO phen lớn. Hàng China xuất. Bán 300 mà em thấy mất nút đích á, nên độ xuống, em độ nút đích khác cho anh em mình về mình chơi thì bán 250 thôi. Tiếp tục lên mình cái này cái cần tay nha, một cái cần tay Shimano carbon lóng dài siêu nhỏ luôn nè. Một cái super carbon nè, hãng của Shimano nè, thấy không? Shimano super carbon. Dài 2m6 nè. Tập khoảng 2H mà rút cả thẳng từng. Hai hốc cả thẳng từng phô rất là nhỏ nha. Đó, anh em nào muốn siêu cảm giác anh em chơi cái này. Nha, em đo thực tế của mình là 2m6 đúng không? Để đo thực tế là phải không trời. 1 2 3 4 đúng rồi. Không. 1 2 3 4, 2m45 anh em. 2m45 nha, rút thẳng từng 2H. Hàng carbon foil rất là nhỏ, foil như chiếc đũa mình vậy đó. Hàng carbon Shimano. Ngọn 1 ly. Cân nặng của mình là 35g. Cây này mã số 11, 300.000 nha anh em. Tiếp lên mình cái lua nha. Cái lua carbon 2 khúc cán gỗ bằng. Đó, bắt máy hãng khoan hãng nha anh em. Cây này chút xíu em sẽ cho anh em mình có độ một số thứ rất là kỳ cục. 9 feet 2m7 nè anh em. Marine House nè. Carbon xoắn nha. Đó, carbon xoắn, hàng carbon. Ngọn của mình là ngọn 2,5 ly nha anh em. Cây này size tầm khoảng M.
cũng cần lua nha, dài 2m7 thì khoen nguyên bản hết anh em, khoen nguyên bản hết nó, nhưng mà nó độ thêm mấy khoen nè, độ thấy ghét lắm. Nó lấy cái khoen chạy có mấy cái cần rút anh em, nó cắt nửa khoen nó dán vô đây nè, giữa hai khoảng cách này nó đưa vô đây cái khoen, giữa hai khoảng cách khoen zin nó đưa vô đây cái khoen, giữa hai khoảng cách này nó đưa cái khoen nè, anh em thấy không, thấy ghét không đó nè, chỗ này nó độ, nó gụng nụ hết khoen chỗ này nè, nó độ cái này nữa. Về anh em mình rảnh mình coi, mình gỡ ra nha, mình gỡ ra mình trả lại cho nó thành hình hài nguyên bản của nó. Cần mình không hư khoen nào, không dập con nào hết, carbon xoắn size tầm khoảng M272 khúc, tình trạng như vậy em bán anh em cây này 300 thôi. Cân nặng mình 245g, còn 2,5 ly, mã số 14 nha. Bán cho bác mình giá là 300.000. Tiếp lên cho bác mình cây này là cây carbon 3 khúc. Anh nào không chê qua hình không được đẹp lắm thì lấy cây này về chơi, cứng 80, 3 khúc 2m7 nha, phen Fuji phản quang, hư một khoen thì cây này em thay sẵn cho anh em mình rồi. Đó, nhưng mà em chưa có phủ keo bóng thôi, về mình chơi nha, thay phen zin cho mình luôn nè. Đó, đầu bu, cây này đầu bu cũng thay luôn nè, nhưng mà thay bu Fuji nên rất ok. Anh nói chưa, 3 khúc 2m7 đầu cứng 80 nha. Anh em nào không chê qua hình đó thì quan tâm về độ cứng cao nè, quan tâm chất lượng hàng carbon nè. Đó, quan tâm chất lượng và độ cứng thì lấy cây này chơi. Bình thường nó cái này đẹp thì giá khoảng 700-800 rồi. Ngoài hình công đẹp em bán 400 thôi, bán ngang ngửa với giá cái cần phiếu chút xíu. Cho nên mình chơi nha. Đó, không chơi ngoại hình thì lấy cái này 80, 3 khúc 2m7 hàng carbon. Cân nặng của mình là 320g. Ngọn của mình là 2,8 ly, cây là mã số 13, 400.000. Tiếp cho em lên mình cái này. Cây này cũng dạng rút lở nè anh em, thu gọn là 78cm nè, hàng carbon nha. Cái này hàng carbon, bắt máy Fuji nè, hãng Sustar, hãng Sustar hàng nội địa Nhật, dài 2m4 nè anh em, carbon xoắn nha. Cây này cứng tầm khoảng 30 nè nha, cứng tầm khoảng 30, 2m7 carbon xoắn nè anh em, phèn Fuji nha, có carbon xoắn. Thì cây này nè anh em, phèn không đồng bộ nha quý chú bác mình ơi. Phen zin của nó là tất cả mình phen Fuji chân đen dạ quang như thế này, này là phen zin nó nè. Nhưng mà hàng về nè, nó mất hết mấy cái này rồi, thì em lụm mấy cái phen lặt vặt em gắn vô nè. Thì đó, phen này phen Fuji đá xám nè, phen này không có phen Fuji nha, phen này nè không có phen Fuji, còn phen này Fuji nè, đầu bu dạ quang của nó nè, hàng nó về nó có cái đầu bu này với ba phen này thôi, không có phen này, để vậy cũng chả làm được gì hết, nên em kiếm phen gắn cho anh em mình chơi rồi sau đó bán rẻ lại cho anh em mình. Đó, thì cây này cứng tầm khoảng 30 anh em, thu gọn 78cm, dài 2m4, hàng carbon, hãng Sustar, hàng nội địa. Đó, cân nặng của mình 184g, ngọn của mình là 2 ly. Rồi, cây này mã số 14, em bán giá là 400.000. Tiếp lên mình cây này cây súp nha, một cây súp carbon cứng 25, dài 4m5, hơi dơ nha, hơi dơ nè, anh em thấy không, hơi dơ, hơi bụi nè, cái chỗ này là chày sờn nè. Đó, carbon nè, bụi dơ lâm tâm, bắt máy Fuji, tất cả anh phen Fuji hết, cứng 25 và 4m5 nha, cây này về bụi bạc bãi được nè anh em, tất cả mình phen Fuji. Phen này có nước chân phen một chút xíu nha anh em, nước chân phen một chút xíu, còn tất cả là ok hết. Carbon nè, carbon cũng còn mượt mà nè, có chày lâm tâm nữa anh em, không bóng bẫy mới mẻ nhưng mà không có xấu. Đây, carbon chày xước lâm tâm đây. Ngọn 2,5 ly, dài 4,5 m, cứng 25 nha. Cân nặng của mình là 415g. Cây này mã số 15, bán 500.000 nữa nè. Cây súp 4,5 m, 500. Tiếp bên mình cây súp lỡ, cây Shimano Holiday nha. Những cái cần mà em ưng ý nè, câu được nhiều thể loại nè, câu đa năng nha, cứ mua đại cây bỏ trong cái cốp, bỏ trong cái giỏ đi câu nè. Shimano Holiday Spin, cứng 15, dài 2,4 m, hàng made in Korea, hàng Shimano nha, ngoại hình đẹp nè, bắt mắt Fuji, chỗ này chạy sờn tí, tất cả mình phen Fuji nha nè, phen đẹp, không nứt không hư, carbon, ngọn 1,8 ly thôi, bán 400 thôi nha nè, ghi 500 thì bán 400 thôi, cân nặng mình 147g nè, ghi giá 500 nè, thôi bán cây này giống như là bán khuyến mãi cho anh em mình đi, 400, không có lỗi làm gì hết nha nè, hứng lên bán 400 khuyến mãi rồi. Tiếp lên cho mình cây này, cây súp lở nha anh em, cây này hàng carbon 3m6 nè, cứng khoảng 20-25, hãng có thằng Suzumi dòng đời mới nha, sản xuất Korea xuất Nhật nè, made in Korea, tem vàng xuất Nhật này, cái này dòng đời mới, hòa hình cũng rất đẹp, bắt máy Fuji, tất cả mình phen Fuji hết, không nứt không hư không nứt phen nào, phôi rất mới luôn nè,
Đó. Ngọn carbon. Khúc này là sơn màu trắng dạ quang, nguyên zin nguyên bản, ngọn 2,5 ly nha anh em. Cứng khoảng 20-25, xúc lở dài 3,6 m. Cân nặng của mình là 323 g, góc của mình là 22. Cái này mã số 17. Có 500.000 anh em. 500.000. Tiếp lưu rút, cây này cái lưu rút anh em. Cái này nó có cột một cái khúc dây để làm cái dây an toàn móc vào đây nè. Nha, một cây lưu rút, cây này thu gọn hơi bị dài, thu gọn 1m25 anh em. Nha, hàng carbon tem vàng xuất Nhật, cây này hãng của thằng Suzumi. Lua từ 7-21 g, tải cá từ 8-20 lb anh em. Dài 11 ft, dài 3m3, một cây lưu rút. Carbon sáng, ngoại hình cũng rất đẹp nè. Tất fan của mình á, tất cả fan đá xám anh em. Cây này hư đầu bu. Em mới lấy đầu bu chống sáng em gắn vô cho anh em mình luôn nè, thấy chưa? Fan cũng là fan hãng nha, không phải fan Fuji đâu, nhưng mà chất lượng cũng ngang ngửa với Fuji anh em. Ha. Carbon hãng hãng của Nhật nè, tem vàng xuất Nhật, carbon sắn, một cây lua rút 3m3, size tầm khoảng M, ML trên M, đầu khoảng đó nha, ngọn 2 ly. Đó, một cây lua rút carbon, cân nặng của mình là 273 g. Cây này mã số 18, em bán giá là 500.000. Tiếp tục cho mình cây này, một cây súp carbon anh em ơi, một cây súp carbon, cây này đẹp quá trời, sắn hay da nè. Sắn dược lóng góc thôi, mấy lông trên không có sắn nha. Dài 4m2, một cái phơm cần nhỏ xíu anh em. Made in Korea nè. Nha, cái phơm cần nhỏ xíu rồi, dài 4m2, cứng khoảng 25 nha, bắt máy Fuji đời mới nè. Bắt máy Fuji đời mới nha. Sắn hay da lóng góc thôi, mấy cái lông trên thì sắn gần. Hàng rất là mới luôn, tất cả mình fan Fuji hết. Không nứt, không hư fan nào nè, cái dòng rin nè, anh em coi carbon nè. Carbon sắn rồng. Rất đẹp luôn, thấy chưa? Đó. Mới tin nè. Nguyên zin nguyên bản, cứng 25 nhưng mà đọt to nha, đọt to góc nhỏ, cứng 25, ngọn của mình tới 2,7 ly lần, cân nặng của mình là 370 g, góc của mình cũng có 22.5 thôi. Cây này mã số 19, em bán giá là 600.000 nha. Mã số 19 giá 600. Tiếp tục cho mình cây ba khúc nha, cây này cũng hàng biết đẹp nè, viên cái vàng vàng fan xích lower xịn nè, cây này nó rụng một phen. Fan này em kiếm không có, em gắn luôn cái fan xích lá cho anh em mình nè, thấy chưa? Nào fan zin đó, fan xích lơ như thế này, nó rụng mất con fan. Đó, ngoại hình thì đóng bụi đóng dơ rất là nhiều, độ cứng 80. 3m, 3 khúc. Nhạc cứng 80. Hãng Alpha Techco nè, hãng Alpha Techco, hãng của Nhật nè. Bụi nha, đầu bụi chống sắn nè, quá trời fan xích luôn, 1 nè, 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, trừ cái fan hư luôn, tính luôn fan hư xích thì nó là 13 cái fan full xích anh em. Một cái màu cam đóng bụi rất dơ rất là nhiều, bắt máy Fuji hãng Alpha Techco nè, cứng 80 luôn anh em. 3 khúc 3m3. Đó. Bán này mình cây này 700 thôi, cho anh em mình về chơi trải nghiệm, về mình rảnh, mình lau chùi sạch sẽ hết cho đẹp trai đẹp chán lại. Rồi mình câu nha. Giờ mấy cái này anh em biết trước giờ bán có cái nào dưới 1 triệu anh em, đụng với cái dàn fan như thế này nè. Đâu có bán rẻ đâu. Mười mấy phen như thế này, cây này được cứng cao nữa, nên bán anh em mình cây này 700 thôi. Ngoại hình thì đây, dơ bụi với anh em, cũng có chạy xước linh tinh một vài chỗ nè, chạy xước nè. Đó, thấy không? 80 3m3 và khúc hàng carbon, cân nặng của mình là 352 g, đọt của mình là 2,4 ly. Cây này mã số 20, em bán giá 700.000. Tiếp cây này cây ISO fan lớn, cây này hãng có thằng Suzumi nè, hãng có thằng Suzumi, hàng carbon cũng rất đẹp nè, chạy xước tí xíu vô này. Bắt máy Fuji đọt số 4 luôn, giờ 4,5 đó. Quý chú bác mình kiếm cây số phân lớn 4,5 thì nó đây. Hàng bắt in China nha anh em, sản xuất Trung Quốc xuất Nhật nhưng mà hãng của Nhật nha, đọt 4,5 carbon, tất cả của mình đều là fan Fuji. Fan đẹp luôn anh em, không nứt không hư nha. Carbon có chạy xước lâm tâm nè, đây. Cạo xước lâm tâm nè. Cái này nguyên zin nguyên bản anh em. Ha, ngọn của mình 2 ly, đọt số 4 và 4,5 ly, cân nặng của mình là 334 g, em ghi giá 700 rồi nè, nhưng mà em thấy trên thân mình nó có xước vài chỗ, bán 600 thôi ha, tự điều chỉnh giá lên thôi. Mã số 21 nha em, 600.000, tự điều chỉnh giá lên em mình khỏi phải lo vấn đề đó. Tiếp lên mình đây, gần tay lắm, ngắn cây này chuyên câu suối nha em, một cây đai qua whisker xoắn hai da, dài 5m4 luôn nè, rút ra tầm khoảng 2,5 m ha. Cái phôi của mình đây, carbon sắn hay da, chuyên câu suối, cần tay này chuyên câu suối nha anh em chú bác, mình không phải chuyên môn câu suối thì đừng có mua về đem câu linh tinh về câu nó gãy hết nha anh em. Đó, cái nước phôi của mình nó vẫn còn bóng nè, nhưng mà nó bị lỗi kiểu nó là nó nổ bong bóng nước sơn nha anh em, kiểu như vậy.
nhà nó không có sần sù, nó còn bóng mới. Ở bên có một điểm trừ là cái lóng thứ tư với góc lên anh em, nó có một cái phần bị mẻ răng cưa đầu lóng nè anh em thấy không, đó thấy không? Không có dập nha, nó mẻ răng cưa giống chuột cạp cho đó vậy đó. À, xoắn tới lóng hai luôn, xoắn lên tới đây luôn nè, xoắn hai dây lên đây luôn, chuyên câu suối nha anh em chú bác mình, và nó nguyên zin nguyên bản, xoắn lên tới lóng hai này luôn nè nha. Ngọn của mình đây, ngọn zin nè, nhìn cái ngọn thấy uy tín ghê không, xây 360 luôn anh em. Cái ngọn khoảng 0.5 thôi nha, một cái cần câu suối tầm khoảng 2 h 2 rưỡi rút ra thẳng nha anh em. Cân nặng của mình là 89 g, thu gọn của mình là 20 nè, 40 nè, thu gọn khoảng 58 cm. Rồi cái đeo qua nội đi Nhật sắn hai da này chuyên câu suối, mà số 22 bán giá 700 nha. Cá suối này cá như thế nào anh em, những cá lọc vặt nhỏ như đây nè, về anh em câu cá lồng tông, cá giết, cá suối, cá mương, hoặc là về anh em có bốn đục rồi đó, có cá sặc rồi đó thì em mua cái này về câu. Còn anh em câu bình thường đừng thấy nó đẹp nó rẻ mà anh em mua về cái chất quốc nha anh em. Con này anh em đi câu cá rô phi nửa ký anh em kéo chắc ngày trời quá, là như vậy nha anh. Rất là nhẹ, 5m4 như có 8 mấy g, 700 ngàn nha anh em. Tiếp là như mình cây súp, anh em kiếm mấy cây súp 5m3 hiếm quá không có thì anh em chơi đảo 4m8 đi, 4m8 là cũng phụng dạng hiếu rồi. 4m8 nè, hãng của Waco này anh em, hãng Waco này hãng giá rất là mắc tiền. Nawa Bari. Ha, một cây súp carbon cứng khoảng 27 anh em, khoảng 27-30 nha. Dạ 4m8 luôn. Súp carbon. Phô rất là đẹp, bắt máy Fuji tem vàng. Tất cả mình fan Fuji. Cây này có một khoen bị nứt chân khoen nha anh em, nè, cái khoen dẫn thứ hai này anh em. Đó, về anh em mình coi, mình dán keo mình xử lý lại, còn tất cả khoen còn lại ok hết. Thôi nè, carbon rất là mới. Hãng Wanko anh em, hãng đầu câu hãng Wanko, hãng nó mắc lắm nè, mấy cần câu mắc lắm. Chứ có mấy cây trong hộp nó mắc lắm, giá nó khiếp lắm. Mắc mà mắc giật mình luôn á. Ngọn 2.5 nha, dài 4m8 cứng khoảng 27-30, một cây súp carbon. Cân nặng của mình là 569 g, gốc của mình là 29. Cây này mã số 23, em bán giá 800. Tiếp cây này cây ISO bán lớn, nãy anh em chơi cây kia 4.5 thì cây 5m3, cây hàng Đai Hoa luôn, hàng thương hiệu nha. Chỗ này về chùi ra dơ chứ không phải trầy nha anh em. Cây này đẹp nè, chỗ này cũng vậy, dơ bẩn nè. Bắt máy Fuji Đai Hoa đột số 3 và 5m3 nha anh em. Một cây Đai Hoa ISO Cat Made in China, sản xuất Trung Quốc xuất Nhật, đột số 3, đột số 3 và 5m3 ISO khoan lớn. Tất cả các khoan mình đẹp lung linh lộng lẫy luôn nè. Mới tin cây này zin toàn bộ nè. Cây này có thể là zin 100% luôn, rất là mới nè, thấy chưa? Mới lắm. Đột số 3 5m3, khối trong rất mới. Đúng rồi, cây này zin toàn bộ hết. Ngọn 1.7, đột số 3 5m3 ISO khoan lớn, cân nặng của mình là 369 g, mã số 24. Em bán giá là 800 ngàn nha. Tiếp tục anh em, cây này hiếm lắm rồi mới có thằng cây nha. Thu gọn của mình 78 cm nè, cứng 30 và 2m7, một cây Đai Hoa. Cây này thứ nhất là cái chỗ bắt máy này anh em, nó có một cái miếng cao su điểm chỗ này nè, nó rơi mất tiền miếng cao su điểm đó rồi. Về anh em mình coi, ví dụ bắt máy mình nhỏ quá anh em thì mình chim bắt máy cho nó cứng lên, cho nó to lên ha, tại vì các bạn trống giữa này nó rất lớn nè, nếu mà bắt máy mình nhỏ mình chim ở đây bắt máy mình sẽ bị sụt xịt đó, nên cái bắt mình cũng sẽ sụt xeo. Nên lưu ý giùm em ha, mình muốn chơi được cái bắt máy này, tại vì bắt máy này không thay được anh em, không có đồ để thay, chỉ có một là về mình cắt một miếng cao su hoặc một miếng mút cứng cứng mình đệm vô đây là dán keo vô đây luôn là chơi ngon lành. Còn thứ hai này, bắt máy của mình phải bắt máy lớn, hoặc là bắt máy mình phải quấn thêm một lớp vải cứng nữa để mình cho chim vô ha. Rồi, tất cả của mình đều là fan Fuji này anh em. Cây này bị thay fan rồi, fan nguyên bản của nó là fan chân đen anh em nha, nhưng cây này thay fan Fuji chân trắng hết rồi, nhưng khoen không có nứt không có hư. Phôi là phôi xoắn hai da cứng 32m7 anh em, xoắn hai da phôi phôi đẹp nè, chạy xước ít một vài chỗ. Ngọn 2 ly anh em, cứng 32m7. Rồi tình trạng cần như vậy, cân nặng của mình là 269 g, cây này mã số 25, em bán giá là 800 ngàn nha. Tiếp là như mình cây hai khúc phèn xích lá, cây Nissin luôn nè, cây Nissin phèn xích lá thì quá chừng ngon rồi, hãng Nissin luôn nè, dòng Holder Boyson phèn xích lá là full nha, phèn xích lá hơi bắt máy thấp nè, giữa bắt máy 30 nữa này nè, bắt máy Fuji tem vàng, bắt máy thấp luôn nha, cứng 32m7, một cái Super Senkai hãng của Nissin, cực kỳ nhẹ, cực kỳ ngon luôn, cũng rất là mới, bù chống sắn tất cả mình phèn xích lá hết. Đấy giờ tất cả phèn Fuji xích lá hết nè. Cân nặng của mình là 267 g.
đọt của mình là 2 ly nha. Cây Nissin này mã số 26 em bán giá 800 thôi. Tiếp lên mình cái này cây ISO fan lớn, cây hàng của thằng Daiwa sóng 2 da luôn nè anh em. Nha, một cây Daiwa sóng 2 da đọt số 4 dài 5m4 có chạy xước dưới góc nè. Cây này có một cái điểm rất là bất thường. Bắt máy Fuji nha anh em. Sóng 2 da. Và cũng có chạy xước nè. ISO fan lớn mà xài quen gặp là anh em thấy ghét không? Đây thì ba fan gặp làm như cần súp vô trên đây một nùi khoen nè. Đó, một nùi khoen là đúng của ISO fan lớn rồi nè, nhưng mà fan địa ba là nó độ vô nè anh em. Mà hên là tất cả fan của mình đều không có nứt, không có hư fan nào hết. Nha, nó độ cái fan súp vô cái lóng lóng gốc nè. Thực tế là ISO fan lớn anh em, cái lóng gốc chỗ này chỉ có cái rinh chống nó lóng thôi. Ha, nguyên bản của nó là như thế này. Đó, không biết nó thích làm sao nó đổ thêm một cái fan địa ba vô đây nè, nhưng mà cái nó hơi lỏng chút xíu nè anh em. Đó, về mình coi mình chích keo mình dán cho nó chết lại, hoặc không có về mình tháo luôn, mình bỏ cái fan địa ba ra. Anh trả lại nguyên bản cần ISO fan lớn cho nó. Nha, phôi sóng 2 da có chạy xước nè. Có chạy xước lọc cào cào luôn nè ha. Nó nhưng mà không có sốc đẹp. Sóng 2 da đọt số 4 5m4 nè. Ui. Chết mẹ, cái này gãy tháp chỗ này anh em. Cái này gãy tháp lại rồi. Chắc cú. Ủa mà gãy không phải. Nếu mà gãy tháp lại làm sao xỏ cái ngọn được. Từ từ nha anh em. Từ từ nha. Chỗ này có cái để em coi tên cái ngọn đi. Từ từ xử lý lại cái đó. Cái ngọn này ngọn nguyên. Tháp xỏ trong làm sao mà cái ngọn xỏ vô được. Nha, xỏ vô cho bị dính liền. Cần rút không có thể tháp được. Chỉ có tháp ngoài thôi mà tháp ngoài dưới đây sao chắc chắn. Nè, anh em mình nhìn kỹ nghiên cứu em. Tháp trong là không thể nào xỏ cái ngọn vô được, còn tháp ngoài là tháp kiểu này không thể nào chắc chắn. Nhưng mà nó cứng lắm anh em. Cứng lắm nha, không có dấu hiệu gì bong mà rạn gì hết. Anh em mua cái này nhìn kỹ nha. Đó. Nha, nếu mà nó tháp mỏng kiểu này như thế này là em bẻ như đây là đảm bảo anh em mình là nứt gãy nổ liền. Còn tháp trong mà không có, em không biết lý do chỗ này, hoặc là nó độ một cái phen định vị chỗ này hay sao đó, hoặc là lý do nào đó em không biết rõ nha. Về anh em mình rảnh thì mình hơi lửa mình tháo ra mình coi thử cái nguyên nhân như thế nào. Đó thì tình trạng cần mình như thế này, đọt số 4 dài 5m4 rồi, cân nặng của mình là 434 g, đọt của mình là 1 ly 8, em ghi giá 900 này nè, nhưng mà do cái tình trạng như vậy nên em bán anh em mình giá cây này 500 thôi. Ha, anh em lưu ý giùm em. Nó có cái tình trạng như vậy, em cũng không có biết rõ nguyên nhân vì sao nên bán đại 500 thôi. Nếu vậy anh em mình khui ra cái lóng bên trong nó nguyên không có bị gì hết, chỉ độ một cái để định vị khoen cho đó thôi. Thì coi như anh em mua được cái giá rẻ anh em mình chơi. Còn giả sử như chỗ đó nó có một vết tì nó giấu lại hoặc là nó như thế nào đó thì giá 500 là tương xứng. Với hình thức hiện tại của cái này, em coi như là bán như là một cái cần bị lỗi anh em, nhưng mà cái phần đó thì chưa chắc là nó bị lỗi. Ha, anh em mua cái này thì lưu ý tình trạng như vậy giúp em. Mã số 27 giá 500 nha. Tiếp lên mình cái Kenzaki huyền thoại đó anh em. Ha, cái Kenzaki đen nè, cán gỗ mà nó câu huyết mà nó phai màu cán gỗ này. Bắt máy Fuji nè, 2m1, cây này cứng 300-500 nữa nè. Viên cái dàn phen biển nè, dạ quang nè. Ha, một cây Daiwa Kenzaki anh em thấy mập mờ ở đây là mà nó phai gần hết rồi. 2m1, cứng khoảng 300-500 nha em. Em nghĩ là từ 300 đổ lên. Nguyên cái dàn phen biển đầu bua xích biển luôn nè. Nó uy tín đâu, Kenzaki. Thì cây này nó muốn đẹp về thì mình phải spa lại cho nó nha anh em. Đó, nhưng mà nó là dòng cần huyền thoại. Rồi, nó có một cái rinh chống nổ đầu lóng trên đây, nó mất luôn cái rinh đó rồi. Nè, chỗ này nó có cái rinh kim loại chống nổ đầu lóng cho này nè, nó mất luôn rồi. Nên về mình coi tiện cái rinh khác lại nha. Ngọn rất là to. Sóng gần 2 khúc, Kenzaki 2m1, cứng 300 đổ lên, cân nặng của mình đúng 600 ra. Ngọn của mình 5 ly. Thôi, cây này em ghi giá 1,2 triệu nè. Em thấy nó mất cái đồ rinh nữa, với ngoại hình nó thì anh em có thể nhìn thấy nó không được đẹp lắm. Bán 1 triệu thôi. Hỗ trợ cho anh em mình bớt 200, về anh em mình spa cho em nó tươi tắn đầu lại nha. Em nó hơi ủ rũ một tí. Rồi, lâu lâu được cây Kenzaki cũng không được trọn vẹn nữa. Mã số 28 giá 1 triệu. Rồi, bù lại cây cuối cùng cho anh em, là cây Lulu VIP nha. Hãng của Jackson. Nguyên cái dàn phen của mình là dàn phen Fuji Xích. Xích đồng súng, 3 chân hết. 3 khúc kiên lua gần như nè, bắt máy Fuji Carbon tem vàng, hãng của thằng Jackson nha. Hàng cao cấp với anh em, phôi rất là nhẹ, made in Taiwan, sản xuất tại Taiwan nè.
dài 12 feet là 36, lua từ 10 đến 40 gram, tại cá từ 10 đến 25 đầu bao. Tất cả mình phải xích 3 chân hết, phôi đẹp. Jackson, anh em có thể lên trên mạng anh em đánh chữ đó, hoặc là anh em muốn nguyên cái dòng chữ này ra nè, Cherian Jackson gì nè. Đó, Thai 32 này nè. Giá anh em tham khảo thử nha. Bù lại là cái lua của cái lua ngon, tiếp. 3 khúc 3m6. Size khoảng M, lua 10 40 gram. Cây này em cân nặng em đón khoảng hơn 300 gram tí. 320 gram. 3 khúc rất là nhẹ. Ngọn của mình là 21. Rồi, cây này mã số 29, em bán giá 1,5 triệu nha nè. Em nói cây này luôn luôn hàng cao cấp đó, anh em có chắc thử Google em tìm thử à. Đó là giá anh em tham khảo nha, mã số 29 giá 1,5 triệu. Thì đó là tất cả mọi hàng hôm nay. Em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý chú bác quý chị em mình trong những video theo. Xin chào. Chúc sức khỏe, chúc may mắn, chúc thành công. Nhớ đăng ký kênh TikTok ủng hộ mình em để em like bán được hàng nhiều hơn cho anh em mình. Xin chào.